Như vậy thì trọng tài đã cho hai đội thi đấu trận bán kết thứ nhất giữa Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt và Trung học phổ thông Lê Đình Lục. Hai đội đang hòa nhau với tỷ số 1-1. Phía trước màn hình chúng ta là đội hình của Trung học phổ thông Lý Thường Kiệt trong trang phục áo hồng quần đen, và phía đối diện bên sân bên kia là đội hình của Trung học phổ thông C Bình Lục trong trang phục áo xanh trắng. Lý Thường Kiệt phát bóng 1-1. Chắn bóng tốt. Vừa rồi bóng đã không qua tay chắn được của Văn Lâm bên Lý Thường Kiệt. Xuân Chí phát bóng 2-1. Trọng tài bắt lỗi nhảy trên vạch 2m tấn công của C Bình Lục. Lý Đình Kiệt tiếp tục nới rộng khoảng cách. Văn Lâm phát bóng 3-1. Bóng không qua lưới. Các vận động viên trên sân của Lý Đường Kiệt đang rất hưng phấn khi liên tiếp giành điểm số đầu tiên của set thi đấu. Đồng Thị Hoa phát bóng 4-1. Bước 1 tốt. Vừa rồi là pha đập bóng xuyên tay chắn của hai tay chắn, tuy nhiên thì dán bóng không hiệu quả. Pha đập bóng rất tốt. Bình Lục C phát bóng 2-4. Tiếp tục là pha ghi điểm của Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt giành cái phát bóng 5-2. Vừa rồi Đồng Thị Hoa đã không phòng thủ thành công. Chiếc pha đập bóng rất tốt của Bình Lục C 3-5. Một pha đập bóng rất uy lực của Văn Lâm đã mang về quyền phát bóng cho Lý Thường Kiệt. 6-3. Các cổ động viên của C Bình Lục. Bóng ngoài sân, các cổ động viên C Bình Lục hiện nay vẫn đang đứng khá im lặng khi đội nhà đang bị dẫn điểm 4-6. Và đập bóng chạm tay chắn của Bình Lục C ra ngoài 7-4. Xuân Chí phát bóng 4. Pha đánh bóng dọc biên rất tốt của Bình Lục C đã mang lại quyền phát bóng và điểm số cho Bình Lục C 5-7. Hiện nay trên sân chúng ta đã nhìn thấy đội hình cổ vũ của Bình Lục C khá đông đảo, trong đó có cả hiệu trưởng Lê Văn Thành đang đứng động viên các anh em ở ngoài sân rất tốt. Nhìn tinh vào. Chắn bóng tốt. Pha đập bóng vừa rồi của Bình Lục C đã không thể vượt qua tay chắn của Văn Lâm. Lý Thường Kiệt giành quyền phát bóng. Văn Lâm phát bóng 8-5. Ở đây là hai đội đã thi đấu trong vòng loại vừa rồi. Đội Bình Lục C đứng thứ hai của bảng B đang gặp đội Lý Thường Kiệt đang đứng thứ nhất của bảng A. Lý Thường Kiệt sau vòng chung kết vừa rồi thì đã thắng cả hai trận và đã giành vị trí thứ nhất ở bảng A. Đồng Thị Hoa phát bóng 9-5. Bình Lục C thì vừa rồi đã có một trận thắng và một trận thua, đã đứng thứ hai ở bảng B và hai đội đang gặp nhau ở trận bán kết thứ nhất. Văn Lâm thủ tốt, đánh ngoài sân. Vừa rồi Văn Lâm rất tỉnh táo khi tránh thành công pha bóng vừa rồi.
10 năm. Khoảng cách của hai đội hiện nay là khá chênh lệch. Bóng chạm tay chắn của Văn Lâm ra ngoài sân. Bình Lục Xê giành quyền phát bóng. 6-10. Do không có các vận động viên theo bám chắn, chính vì vậy mỗi một lần đập bóng là gần như chắc chắn vận động viên đập bóng đã giành số điểm. Vừa rồi Văn Lâm đã giành điểm rất đơn giản sau pha đập bóng vừa rồi. 11 năm. Một pha bỏ nhỏ khá tinh tế của Bình Lục C. Sau khi nhảy lên đập và phát hiện ra cái tay chắn của Lý Thường Kiệt, Bình Lục C đã thực hiện pha bỏ nhỏ và đã giành điểm số 71. Một pha đập bắn bóng uy lực không có tay chắn của Văn Lâm. Xuân Chí phát bóng cho Lý Thường Kiệt. 12-7. Bóng ngoài sân. Tuy nhiên vừa rồi thì trọng tài đã xác định bóng chạm tay của một vận động viên Lý Thường Kiệt bay ra ngoài sân. Điểm số thuộc về Bình Lục C, 8-12. Rất tốt. Và đập bóng ăn điểm rất uy lực vừa rồi của Văn Lâm. Lý Thường Kiệt phát bóng, Văn Lâm phát bóng cho Lý Thường Kiệt. 13-8. Vừa rồi Xuân Chí đã không thể cứu thành công pha bóng vừa rồi khi ở bên ngoài có khá nhiều cổ động viên đã đứng chắn trước mặt. 9-13. Bình C phát bóng. Bóng trong sân. Như vậy điểm số tiếp theo đã thuộc về Lý Thường Kiệt. Mỗi khi Văn Lâm nhảy lên đập bóng là gần như chắc chắn Lý Thường Kiệt có điểm. Bởi vì bên Bình Lục C không có bất kỳ một tay chắn nào theo bám chắn cả. Và những pha đập bóng của Văn Lâm rất uy lực. Chính vì vậy mà hầu như đã đập bóng là có điểm. Đồng Nữ Hà phát bóng. 14-9. Pha đập bóng rất mạnh của Bình Lục C. Tuy nhiên thì bóng ra ngoài sân. Lý Thường Kiệt tiếp tục lên điểm khá ấn tượng. Một chuỗi lên điểm tương đối là nhiều. 15-9. Vừa rồi có vận động viên của Lý Thường Kiệt đã nhảy lên đỡ bóng trong pha phát bóng vừa rồi. Chính vì thế mà trọng tài đã bắt lỗi. 10-15. Và ăn điểm trực tiếp. Mỗi khi Văn Lâm nhảy lên là chắc chắn các cổ động viên của Lý Thường Kiệt có cơ hội để ăn mừng khi điểm số và quyền phát bóng nó thuộc về họ. 16-10. Bóng không qua lưới. 17 thôi. 17-10. Những điểm số đang chạy dần về cuối sáng 1 rồi. 17-10 rồi. Rất tiếc là Xuân Chí vừa rồi đã phát bóng ra ngoài. Bình Lục C phát bóng. 11-17. Vẫn còn, bóng vẫn còn. Trọng tài vừa bắt lỗi của Bình Lục C. Như vậy điểm số 18 đã thuộc về Lý Thường Kiệt. Văn Lâm phát bóng. 18-11. Đội thắng trận này sẽ vào chung kết. Và trong hai đội quả ném bóng rất mạnh của Văn Lâm
Trong hai đội bóng trên sân thì hiện nay Lý Thường Kiệt đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch năm nay. Bản thân họ cũng đang là đương kim vô địch của giải trước. Chính vì vậy mà các đội khi gặp Lý Thường Kiệt thường rất khó để có thể cản phá những pha đập bóng của Văn Lâm. Không được rồi, 20-11. Như vậy set point đầu tiên, set đầu tiên đã thuộc về Lý Thường Kiệt rồi. Họ đang nắm tay phần thắng ở trong set đấu thứ nhất này. 20-11. Bóng ngoài sân, như vậy set đấu đầu tiên đã diễn ra khá nhanh chóng và phần thắng đã thuộc về Lý Đường Kiệt với tỷ số 21-11. Một tỷ số rất chênh lệch, thể hiện rõ tương quan lực lượng của hai đội. Một đội đương kim vô địch và một đội chưa có thứ hạng gì ở trong các hoạt động bóng chuyền của ngành giáo dục đào tạo Hà Nam cả. Chúng ta sẽ nghỉ ít phút trước khi bước vào trận thi đấu thứ hai. Như vậy trọng tài đã cho hai đội trở lại sân thi đấu xét thi đấu thứ hai, trận bán kết thứ nhất giữa hai đội trung học phổ thông C Bình Lục gặp trung học phổ thông Lý Thường Kiệt. Đây là hai đội đã thi đấu ở hai bảng đấu khác nhau, đội Lý Thường Kiệt đã giành nhất của bảng A và đội C Bình Lục đã giành thứ hạng 2 của bảng B. C Bình Lục phát bóng trước, không đều. Trước mặt chúng ta là đội hình của đội C Bình Lục trong trang phục áo xanh trắng. Và phía bên đối diện là đội hình của đội trung học phổ thông Lý Thường Kiệt trong trang phục áo hồng quần đen. Sau set đấu thứ nhất thì Lý Thường Kiệt đang giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Lý Thường Kiệt phát bóng 1-0. Những gì diễn ra sân thì đã phản ánh khá đúng thực lực của hai đội. Một đội Lý Thường Kiệt đương kim vô địch với các vị trí trên sân thi đấu rất tốt và họ đang là ứng cử viên cho chức vô địch năm nay. Và một đội Bình Lục C thì mặc dù có một số chủ công rất tốt, tuy nhiên họ không có bám chắn để khắc chế hay hạn chế những pha đập rất uy lực của hai chủ công bên Lý Thường Kiệt. Vì vậy mà xét trước họ đã thua khá nhanh và với khoảng cách khá lớn. Những pha đập mặc dù không uy lực, tuy nhiên thì nó cũng khiến cho hàng phòng thủ của Bình Lục C không thể nào thành công trong đỡ bước 1. Văn Lâm phát bóng 3-0. Không được, bóng không qua lưới. 4-0 rồi. Có vẻ như vào thi đấu set thứ hai, đội Bình Lục C chưa bắt kịp với nhịp độ trận đấu, trong khi Lý Thường Kiệt vẫn đang duy trì đà hứng phấn từ set thứ nhất. Chắn đôi rất tốt. Vừa rồi là pha chắn đôi của Lý Thường Kiệt đã khiến cho pha đập bóng của Bình Lục B không thực hiện thành công. 5-0. Bỏ nhỏ ngoài sân. Vừa rồi là pha bỏ nhỏ rất nhanh của Bình Lục B, Bình Lục C. Tuy nhiên thì bóng ra ngoài sân. 6-0. Rất tốt, một pha đập bóng xuyên dây chắn của Lý Thường Kiệt khiến cho bước 1 của Lý Thường Kiệt không thể đỡ thành công. 1-6. Rất tốt. Những pha đập bóng như trời giáng của Văn Lâm cộng với việc không có bất kỳ vận động viên nào bám chắn trên lưới đã khiến cho việc đỡ bước 1 gần như không thể thực hiện được. Bóng trong sân. Vừa rồi một số vận động viên trên sân của Lý Thường Kiệt đã cho rằng bóng ra ngoài nên bỏ pha bóng đó. Tuy nhiên trọng tài xác định bóng trong sân. Bình Lục C phát bóng 2-7. Khoảng cách hiện nay vẫn là 5 điểm, một khoảng cách tương đối giống với những gì diễn ra trong trận đấu thứ nhất. Rất tốt. Một pha đập bóng chéo sân của Bình Lục C. Trên mặt chúng ta đây là cổ động viên Lê Văn Thành, hiệu trưởng Bình Lục C đang cổ vũ cho anh em. Tuy nhiên khi hiệu trưởng vỗ tay cổ vũ rất hào hứng thì vận động viên của Bình Lục C đã phát bóng không qua lưới. Văn Lâm phát bóng cho Lý Thường Kiệt. 8-3. Rất tốt. Một pha nhảy, bật nhảy đập bóng từ biên giới vạch 2m đã rất hiệu quả. Bình Lục C phát bóng 4-8. Văn Lâm nhảy lên,
gần như Văn Lâm nhảy lên là đã có điểm. Tuy nhiên thì pha bóng vừa rồi của anh chưa đủ mạnh, rất tốt. Một pha đánh xẻ nách dọc biên của Văn Lâm đã khiến cho vận động viên của Bình Lục B rất lúng túng, không biết xử lý thế nào. Đồng Nghĩa Hoa phát bóng 9-4. Trọng tài vừa rồi bắt lỗi nhảy trên vành 2m của Lý Thương Kiệt. Bình Lục C phát bóng 5-9. Vẫn còn. Rất tốt. Một pha nhảy đập không có bám sán của Lý Thường Kiệt nên bước 1 đã không thành công. 6-9. Như vậy Lý Thường Kiệt buộc phải xin tạm dừng hội ý. Hiện nay Văn Lâm đang nhắc nhở các đồng đội của mình từ những việc di chuyển cho đến các vị trí trên sân đấu. Như vậy đã hết 30 giây hội ý của Lý Thường Kiệt. Trọng tài yêu cầu hai đội trở lại sân để thi đấu. Trước khi dừng hội ý thì Bình Lục C đang bị dẫn trước tỷ số 6-9. Bây giờ Bình Lục C phát bóng 6-9. Chắn bóng tốt. Chỉ cần những pha chắn bóng hiệu quả thôi thì những cú đập bóng dù uy lực đến mấy của Văn Lâm cũng rất khó để có thể thực hiện thành điểm số. 7-9 rồi. Bình Lục C phát bóng 7-9. Như vậy sau pha đập bóng bị chắn thành công vừa rồi thì Văn Lâm đã bị tâm lý. Chỉ cần một hai pha đập bóng thành công như vậy thôi thì những tay đập bóng sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất nhiều. Trọng tài yêu cầu Bình Lục C phát lại bóng khi và chờ hiệu lệnh còi của trọng tài. 8-9, một điểm số nữa thôi thì Bình Lục C sẽ san hòa với Lý Thường Kiệt. Vừa rồi là pha phạm lỗi của Bình Lục C, đã chạm chân, đã chạm chả sang vạch sân của đối phương. 18, rất tốt, bước 1 tốt, không qua lưới. Một pha nhảy đập mà dậm nhảy thì tốt, tuy nhiên thì bóng đã xuống khá thấp rồi, chính vì thế mà khi đập bóng không qua lưới. 11-8. Bình Lục C đã giành lại quyền phát bóng. 9-11. Và ném bóng khá tốt của Văn Lâm. 12-9. Xuân Chí phát bóng. Khoảng cách hiện nay vẫn là 3 điểm, được duy trì khá lâu rồi. Và ném bóng không có tay chắn nên vừa rồi thì Xuân Chí đã không thể đỡ bước 1 thành công. 10-12 cho Bình Lục C. Tốt. Một pha đập bóng không thể cản phá của Văn Lâm. 13-10, khoảng cách 3 điểm tiếp tục được tái lập. Văn Lâm phát bóng. Pha nhảy đập liên tiếp đến pha thứ hai thì Bình Lục C đã ghi điểm và giành quyền phát bóng. 11-13. Văn Lâm vừa rồi đã chọn điểm yếu là một vận động viên nữ trên sân của Bình Lục C. Với những pha đập bóng dù không uy lực lắm
vào vị trí của các vận động viên nữ thì gần như chắc chắn có điểm. Đồng Thị Hoa phát bóng 14-11, bóng ngoài sân. Vận động viên Bình Lục C vừa rồi đã đánh bóng lách tay chắn, tuy nhiên bóng ra ngoài sân. Vậy hai tay chắn khá kín thì rất khó để xử lý pha bóng vừa rồi. 15-11, bóng tiếp tục leo lưới ra ngoài sân, chưa hề chạm tay chắn của Lý Thường Kiệt. 16-11, hăng thổi cái còi to. Rất tốt, bước 1 khá tốt. Bóng ngoài sân. Vừa rồi vận động viên chủ công của Bình Lục C đã lách tay chắn của Xuân Trí khi đập bóng, tuy nhiên thì phá bóng ra ngoài sân. Ngay sau khi bóng ngoài sân thì đội Bình Lục C đã xin tạm dừng hội ý. Tỷ số hiện nay đang là 17-11, nghiêng về phía đội Lý Thường Kiệt. Như vậy đã hết 30 giây hội ý của trung học phổ thông C Bình Lục. Chúng ta yêu cầu hai đội trở lại sân để tiếp tục thi đấu. Xét đấu thứ nhất thì Lý Thường Kiệt đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Đây đang là xét đấu thứ hai. Lý Thường Kiệt phát bóng 17-11, phát bóng ăn điểm trực tiếp 18-11. Chỉ 3 điểm nữa thôi là xét đấu thứ hai sẽ kết thúc. Lý Thường Kiệt đang nắm thế chủ động và đang có rất nhiều thế để chiến thắng trong xét đấu thứ hai này. Với những gì diễn ra trên sân thì rõ ràng là khoảng cách cũng như chất lượng đội hình của hai đội nó phản ánh khá rõ qua tỷ số vừa rồi. 12-18, Bình Lục C phát bóng. 12-18. Và đập bóng rất tốt của Văn Lâm. Mỗi khi Văn Lâm nhảy lên đập bóng thì các đồng đội trên sân và các cổ động viên đã có thể ăn mừng vì những pha đập bóng của Văn Lâm gần như là ghi điểm với tỷ lệ rất cao. Đồng Thị Hoa phát bóng 19-12, với khoảng cách 7 điểm trong khi chỉ còn 2 điểm nữa là kết thúc set 2 rồi thì phần thắng gần như đã chắc chắn nằm trong tay của Lý Thường Kiệt. Dù vừa rồi Bình Lục C có giành được điểm số sau pha đập vừa rồi, tuy nhiên khoảng cách này cũng rất khó để san hòa và đội ngược dòng. Trọng tài đang nhắc nhở các vị trí phát bóng trên sân của Bình Lục C. Bình Lục C phát bóng 13-19. Rất tiếc là các vị trí trên sân của Lý Thường Kiệt không chủ động trong pha phòng thủ vừa rồi. 14-19, vẫn còn 5 điểm nữa mới có thể san hòa được. Rất tiếc những cái pha bóng khá hời hợt và không hiểu ý nhau giữa các vận động viên khi không có sự phối hợp ăn ý đã dẫn đến việc mất điểm rất đáng tiếc. Hiện nay set point của set thứ hai đang thuộc về Lý Thường Kiệt. 20-14, còn rồi. Như vậy là set đấu thứ hai cũng đã kết thúc khá nhanh chóng với một khoảng cách khá lớn là 21-14 thuộc về Lý Thường Kiệt. Như vậy Lý Thường Kiệt đã giành chiến thắng cả hai set với thời gian rất nhanh và với khoảng cách rất lớn để lần tiếp theo sẽ vào thi đấu chung kết và đang chờ đối thủ ở trong trận bán kết thứ hai sẽ ra ngay sau đây. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi.